còn tham khảo sở mấy cái đại chủng tộc kỹ thuật rèn sáo, xem như một cái vật thí nghiệm một lần nếm thử, mà vì lần này nếm thử, chúng ta mấy phương đều lấy ra được chỗ tốt nhất tài liệu. Cuối cùng chuôi này thần khí là cấp lòng thường chế tạo mà thành, ngược lại là không quá thích hợp với chúng ta long tộc, bởi vì trong đó ẩn chứa long lực không đủ thần túy, có thể lại có thể nhường bất kỳ chủng tộc nào đến sử dụng. Tại chế tạo quá trình bên trong, chúng ta long tộc xuất ra là một đầu bạch long xương cốt, làm cho cái này chuôi lòng thường tài liệu chính có khả năng xóa bất kỳ chủng tộc nào sử dụng. Nếu như có thể có một in chúng ta lòng tộc huyết mạch này chủng tộc này sẽ tốt nhất phố trí. Đơn giản tôi nói, nó thích hợp nhất người sử dụng, nhưng thật ra là chúng ta lòng tộc hỗn huyết, cho nên có chút kỳ lạ, nhưng uy năng của nó lại là không thể nghi ngờ, bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Vừa nói thì nàng kéo xa bên người đấu giá bên trên xe vải đỏ. Vòng phòng hộ bên trong, một thanh thon dài lòng thường xuất hiện ở trong đó, dài ước chừng là 4m5 tả hữu, toàn thân tản mát xa nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Tại cái kia màu trắng vầng sáng bên trên, long vân lưu chuyển đặc biệt vầng sáng ẩn chứa vào trong đó. Lam Hiền Vũ liếc mắt liền nhìn ra được chua này lòng thường lòng cốt bên ngoài sử dụng chất liệu ở nơi nào, là toàn bộ mũi thương là kim loại rèn đúc, phía bên trên khắc rõ ràng tầng tầng lớp lớp tinh mịn hoa văn. Cái này có thể nói là Lam Hiền Vũ đã thấy hết thảy trang bị bên trong khắc họa ra cùng loại với phù văn pháp trận loại hình đầy đặc xa nhất một kiện. Bạch long xương cốt chế tạo thần khí hỗn huyết, đây chẳng lẽ là làm phòng tử độ thân định tố? Lam Hiền Vũ đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý, lần này cạnh tranh giống như là vì vũ trang hắn tới sống nhau. Vòng bảo hộ mở ra, Lý Tĩnh Si là một phát bắt được trong đó lòng thương chuôi thương, lập tức thì một tiếng sục sôi tiếng lòng ngầm vang lên. Trên đài đấu giá trong chốc lát phảng phất có một đầu cự long muốn bay lên trên trời, tản mát xà chói mắt hào quang. Cái kia long thường bị Lý Tĩnh Si giơ cao khỏi đỉnh đầu, lập tức thì chói mắt mũi thương bắn ra, mũi thương phóng lên tận trời, hóa thành chói lọi trường hồng từ nam chí bắc trời cao, trong chốc lát phảng phất đã đâm về phía mặt trời. Nhưng tại lúc này về sau, Lam Hiền Vũ cũng đã hiểu rõ vì cái gì Lý Tĩnh Si trước đó sẽ nói, cái này long thường cũng không thích hợp với long tộc sử dụng. Làm cái này long thường uy năng bùng nổ thời điểm, dùng bạch long sừng cốt chế tạo thành bánh thương, chẳng nhẽ bắn ra mạnh mẽ long lực khí tức, nhưng mà mũi thường chỗ thả mát xa năng lực lại tràn đầy quang minh mùi vị, nóng rực hỏa diễm cùng ánh sáng phía sau sáng hòa là một thể, hóa là một loại đặc thù hào quang mang theo long tộc khí tức đặc tính, nhưng lại nó có chỗ khác biệt. Đối với phổ thông thần cấp cường giả tới nói, dạng này thần khí tuyệt đối là trợ giúp to lớn, nhưng mà đối với siêu thần cấp cấp độ long kỵ sĩ nhóm tới nói, nó lại không đủ thần túy, cùng với tự thân thuộc tính không thể nào hoàn toàn tương hợp. Trừ phi là có một vị đồng thời am hiểu quang minh cùng với hỏa diễm long kỵ sĩ mới có thể chân chính đem hắn khống chế. Nói một cách khác, đối với bình thường long tộc thần cấp tới nói, cái này cũng tuyệt đối là chân chính thần khí, là đồ tốt. Nhưng đối với siêu thần cấp cấp độ tới nói, vật dụng lên ngược lại là sẽ có chỗ cản tay, không thể thông thấu. Mà bình thường long tộc thần cấp cường giả tự nhiên là không có tư cách nhường tộc bên trong cho thần khí, siêu thần cấp long kỵ sĩ nhóm coi như ưa thích cũng không được, cho nên mới có thể leo lên trên lần này đấu giá hội. Nó chỗ tốt lớn nhất chính là chủng tộc gì đều có thể dùng. Lý Tĩnh Si nói từ hỗn huyết ra kỳ thật là cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì hỗn huyết là muốn có long tộc quang minh thuộc tính huyết mạch thêm bên trên ra một cái hỏa thuộc tính mặt khác huyết mạch mới có thể hiện ra hiệu quả tốt nhất. Loại tồn tại này đi đâu mà tìm đây, như thế xem xét không coi là đã thích hợp với nhất Lưu Phong. Lưu Phong thân chính là có bạch long vương thường huyết mạch, chẳng qua là phù hợp với trong đó một nửa, có thể coi như vậy. Đây cũng là thần khí mà lại đừng quên, bọn hắn là hồn sư. Lưu Phong một khi thành thần đến thứ 10 hồn hoàn, dung hợp một cái hỏa thuộc tính mạnh đại hồn kỹ, có phải hay không liền có thể hoàn toàn thỏa mãn thần khí này cần rồi. Không chỉ là thần khí có thể vì người sử dụng độ thân làm theo yêu cầu, người sử dụng này hồn kỹ cũng có thể làm thần khí độ thân làm theo yêu cầu một cái hồn kỹ đi. Này không quá phận, nghĩ tới đây thì Lam Hiền Vũ khóe miệng không khỏi hơi hơi cầu lên. Dĩ nhiên cũng phải nhìn giá tiền, có thể đập lên trên mới được. Kiện thần khí này giá trị theo nó áp lực áp dụng liền là có thể đoán được, cùng với trước đó món kia so sánh tuyệt đối là trời đất cách biệt. Giá khởi đầu 30 vạn thiên long tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém hơn 1 vạn. Hiện tại bắt đầu, quả nhiên thì Lý Tĩnh Si tại tuyên bố giá khởi đầu thời điểm liền một thoáng kéo xa cùng với âm dương thần bái chỉ ở giữa chênh lệch. Lam Hiền Vũ dự cảm là chính xác, mới ngay từ đầu lập tức liền thịt vào cao trào.
40 vạn, ngay là cái thứ nhất ra giá người, trực tiếp cấp ra 40 vạn giá cao, một kiện cơ bản có thể thông dụng thần khí, đây mới thực sự là có ý nghĩa thần khí, tại trong rất nhiều người xem ra, kiện thần khí này mới là hôm nay hết thảy lấy ra thần khí bên trong, chân chính được xưng tụng là thần khí. Coi như không có thể phát huy ra toàn bộ hiệu năng, tối thiểu kiện thần khí này không có gì tác dụng phụ, mà lại theo vừa mới kinh nghiệm ngạo kinh thiên mũi thương liền có thể nhìn ra, coi như không thể hoàn mỹ phát huy, hắn lực lượng phá hoại cũng vẫn như cũ là thần khí cấp bậc. Tinh Nguyệt lòng kỵ sĩ Lý Tĩnh gì cũng không phải là quang minh thuộc tính, nàng chỉ là đơn thuần bằng vào tự thân năng lực tới thôi động. Kiện thần khí này liền bộc phát ra kinh người như thế thực lực phá hoại, cho nên cái này chẳng những là một kiện thần khí, hơn nữa còn là một kiện công kích các loại thành thần khí, cái này liền càng thêm hiếm có. Giá cả kéo dài tăng lên, lần này tham dự cạnh tranh có thể cũng không phải là mấy cá đại náo giữa, mà là phần lớn đại náo đều tham dự, liền thiên mã tộc bao xương bên kia cũng vang lên trên báo ra tiếng, hết sức rõ ràng đối với thiên mã tộc tới nói, cái này quảng diễm lòng thưởng cũng đã có thể sử dụng. 80 vạn, 10 vòng đấu giá về sau kiện thân khí này liền đã trực tiếp bị xào đến 80 vạn giá cả, đối với cường giả tới nói nhiều so một kiện thân khí, vậy đơn giản là đối với thực lực của mình bay vọt tăng lên, mà cái này một chút các tộc đỉnh cấp cường giả mới thật sự là ra được giá người. Trước đó thì hủy diệt thần long giáp mặc dù vỗ sơ đường vượt qua 200 vạn giá cao, nhưng cái này đến cuối cùng đã có đấu khí thành thần, chân chính thích hợp cùng với chính là bát tí thần ma tộc cùng thiên hòa tộc, nhưng chỗ này lòng thương thích ứng giả phạm chủ quá rộng khắp. Trong lúc nhất thời, các phương tài lực lượng thiểu thị rõ, 100 vạn. Vượt qua 100, vừa nghe đến 100 vạn giá cao, là Miền Vũ liền không cầm có một chút nào nhíu mày dâng lên. 100 vạn thiên long tinh tệ, hắn hiện tại dĩ nhiên cũng không bỏ ra nổi. Thế nhưng lúc trước hắn đã tuần tự bắn ra tại ba kiện thần khí, nếu như lại dùng giá cả cực cao để mua hắn kiện thần khí này, trước không nói bên ngoài thấy thế nào, đang ngồi lòng kỵ sĩ sẽ thấy thế nào. Lòng kỵ sĩ nhóm ít nhiều cũng sẽ có chút hoài nghi nàng động cơ đi. Có điều phụ thuộc tính ở trên nói, quang minh cùng hỏa diễm là Miền Vũ thật sự đúng là đều có thể chính mình bắt lại kiện thần khí này. Tại vì sao cùng với thâm hồng chi vực chiến tranh một khi bùng nổ, trên chiến trường chính mình như trước không có sử dụng chiêu này long thương, giống như cũng không hợp lý, dĩ nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Chờ một chút xem, nhìn một chút cuối cùng giá cả tại là cái gì sàn phòng khu, rồi quyết định chính mình có tham dự hay không. 110 vạn, 115 vạn, 130 vạn, thiên long tinh tệ giá cả phi tốc tăng lên, các tộc đại biểu không ai nhường ai. Một kiện thần khí trên chiến trường rất có thể sẽ quyết định một chi quân đội vận mệnh, nếu như không phải là cùng với thâm hồng chi vực mâu thuẫn, có lẽ cái này một chút các tộc đại biểu cùng với lãnh tụ còn sẽ không có như vậy tích cực. Nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói, tiền là vật ngoài thân, thần khí này mới thật sự là đồ tốt. Huống chi có nhiều ít chủng tộc là một kiện thần khí đều không có. Nếu như có thể có được một kiện thần khí, như vậy hoàn toàn có thể có như chấn tộc chi bảo. Chuyên môn làm thần khí này đi bồi dưỡng thiên tài cũng không phải là không được. 150 vạn, làm Nam Miền Vũ nghe được cái giá thiên này thời điểm, trên cơ bản chính đã quyết định muốn từ bỏ. Hắn mặc dù còn có không ít thiên long tinh tệ, nhưng vì hắn mà nói ngày mai đầu sáng mới là trọng đầu. Ngày mai là thiên tài địa bảo đấu giá, long mã tinh hệ cường hãn nhất địa phương là cái gì? Luôn chính là sinh mệnh cấp độ cao tinh cầu. Tại đây bên trong thay ngén ra thiên tài địa bảo, còn cao hơn cả đấu la liên bang không chỉ là một cấp bậc. Dã tâm của hắn là tương lai nhường tam thập tam thiên sực, thậm chí là càng nhiều thiên liên bang cường giả có thể tiến giai thần cấp. Như vậy tại lần đột phá đấu giá này bên trên đều như thế có thể cầm tới càng nhiều tấn thăng tu vi, nhất là đột phá thần cấp thiên tà địa bảo, thậm chí muốn so với thần khí càng trọng yếu hơn. Đây mới là đối với đấu la liên bang tới nói tối vì khan hiếm tài nguyên. Hắn trên người bây giờ còn có một món tiền khổng lồ, ngày mai liền có cơ hội bắt lại càng nhiều thiên tài địa bảo, mỗi nhờ ra một phần liền có khả năng nhờ ra một vị thần cấp cường giả tới thế giới nhân loại bên trong. Đây là nhân loại tối vì khan hiếm, thần khí cho dù tốt cũng chỉ là một kiện. 150 vạn thiên long tinh tệ, lấy trước mắt sức mua đến xem, thậm chí liền có khả năng mua xuống nhường nhiều vị nhân loại cường giả tấn thăng thần cấp khả năng. Cho nên đến cái giá tiền này là Miền Vũ cơ này đã muốn từ bỏ. 150 vạn thiên long tinh tệ quá đắt giá, mà lại đấu giá còn chưa kết thúc đấy.
Trong lòng mặc dù đã quyết định như vậy nhưng như cũ là rất không từ bỏ. Dù sao chuyện này lòng thương coi như chính hắn dùng cũng đều thích hợp. Nhưng làm sao lúc này chẳng diễn tăng thêm chính mình thiên lòng tình tệ nội tình, không thể không làm sao lấy hay bỏ. Bạch Tú Tú liền tiếp nhìn về phía Lam Yên Vũ. Lam Yên Vũ nghĩ tới nàng hơi phân nửa cũng nghĩ đến. Nàng cũng biết Lam Yên Vũ trên người bây giờ thiên lòng tình tệ còn đầy đủ. Cái này không bắt lại sao? Lam Yên Vũ hướng về nàng nhẹ nhàng lắc đầu. 175 vạn thiên long tinh tệ, giá cả đã nhảy lên trên tới đỉnh phong. Là 175 vạn cái giá tiền này xuất hiện thời điểm phía ngoài náo nhiệt tiếng vang dần dần ngừng lại. Như vậy một kiện thần khí như trước là giá cả cũng chính là tại trong 50 đến 70 vạn thiên long tinh tệ ở giữa.